Xin chào tất cả mọi người, mình là Kim Anh. Kênh của Kim Anh là xem bói bài về tâm linh. Như thường lệ thì Kim Anh sẽ gieo vẽ, chia sẻ những thông tin cũng như là những vấn đề mà khách có nhu cầu thì Kim Anh sẽ chia sẻ lên trang của Kim Anh và tất cả mọi người mình vào tham khảo. Khi mọi người vào tham khảo thì Kim Anh cũng mong muốn mọi người mình vào đăng ký kênh ủng hộ giúp cho Kim Anh ha. Thì nói về trên cái đường đi nước bước của mỗi người, nó sẽ bước qua những cái giai đoạn cũng như trong cái vấn đề làm ăn, tình cảm, hạnh phúc hoặc là công việc, nó sẽ có những cái thuận lợi khó khăn. Thì mình phải tìm hiểu thì mình mới biết được trên cái vẽ bài nó thể hiện như thế nào. Còn khi mọi người vào á, thì mọi người muốn tìm sâu vào bản thân của mình thì mọi người vào Zalo kết bạn, gửi thông tin kèm phí vào thì Kim Anh sắp xếp lịch xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất. Hôm nay thì Kim Anh sẽ nói về cái vấn đề của chị gái này, sinh năm 1970. Năm 1970 thì chị này nằm vào là cái mạng kim. Mạng kim này đúng ra trên con đường đời của mình là phải có cuộc sống cao sang, đài trang thì mới đúng. Nhưng mà bản thân của mình thì nói chung có bản tính là nó hơi nóng nảy. Thì nhắc mình trên con đường đi nước bước, trên con đường bổn mạng của mình cũng như trong công việc, tư cách xã giao của mình, thì mình cần hạ bớt cái sự nóng nảy lại thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn cho mình trên con đường cầu tài, cầu lộc cũng như trong vấn đề cuộc sống. Thì nói về trên bản thân của chị hiện tại bây giờ cho thấy đường bổn mạng thì rạng rỡ sáng suốt tốt, nhưng mà tâm trạng của chị ở đây là có thể nói thứ nhất là mình nặng gánh. Nam cũng mình, nữ cũng mình, đôi lúc mình cảm thấy rất là cô đơn, rất là lẻ loi trên con đường bổn mạng của mình. Mọi cơ hội, niềm tin, hy vọng gì đến với chị, nói chung chị rất là có duyên, rất là hào hoa ha. Có duyên đi đứng xa đường, có cái sự hào hoa rất là tốt. Ước mơ, hy vọng, niềm tin gì mà có thể nói mình không có đạt được thì hy vọng cơ hội năm nay mình sẽ đem đến cho mình. Bắt đầu từ tháng 8 về tới tháng 10 là mình sẽ có cơ hội. Bản thân của mình trên con đường bổn mạng của mình ở đây hiện tại bây giờ cho thấy, nhắc mình có ước mơ thợ như là về nhà cửa, đất cát, cơ hội gì sẽ đem đến cho mình cơ hội từ 80-100%. Nhưng dù vậy thì nhắc mình trên con đường bổn mạng của mình, trong quá trình của mình ở cái tuổi trẻ, mình có rơi rớt sa sút một bé trai thì cho thấy đang theo mình trên con đường bổn mạng rất là nhiều. Mà theo mình như trên con đường bổn mạng của mình như vậy á, thì thường hay tác động vào mình lắm, làm cho tâm trạng của mình buồn vui bất chừng á, không làm chủ được bản thân. Đôi lúc mình cảm thấy mình rất là lẻ loi, rất là cô đơn, không hiểu nguyên nhân vì sao. Thì nói về cái vấn đề cậu nam này, trong quá trình của mình hư thai sa sút rơi rớt gì thì mình cố gắng đặt tên đặt tuổi cho cháu, gửi cho cháu đi tu đi học. Còn như mà mình đã đặt tên đặt tuổi rồi, gửi cho cháu đi tu đi học được rồi á, còn như nói về trên con đường con gái mà mình đã đặt tên đặt tuổi cho cháu rồi thì tốt nhất là mình cần có cái sự quan tâm, mình làm nhiều việc công đức hồi hướng cho cháu để cho cháu sớm được siêu thoát thì nó sẽ hay hơn, tốt hơn cho con đường bổn mạng của cháu, cũng như là bớt tác động vào trên con đường bổn mạng của mình thì nó sẽ hay hơn ha. Thứ hai, nói về trên con đường bổn mạng của mình một lần nữa thì nhắc mình vấn đề đường đi nước bước của mình có ý định đi xa làm ăn mở mang cầu tài cầu lộc hay làm ăn một vấn đề gì thì nhắc mình cần phải cẩn thận đề phòng trong cuối tháng 6 này đầu tháng 7 là tốt nhất là mình không nên đi xa. Hoặc là trong cái vấn đề làm ăn tiếp xúc với mình, nó có một bạn người bạn nữ nào đó có ý rủ mình đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc thì nhắc mình cũng không có nên đi. Đó là nói về mình trong cái cuối tháng 6 này, nó không hay, không tốt cho mình về đường đi nước bước. Thứ hai nữa thì nói về trong vấn đề công việc làm ăn của mình cũng vậy, nếu như có chị gái nào hoặc người bạn gái nào đó tới rủ mình hợp tác bắt tay hoặc là nhờ vả một vấn đề gì liên quan tới cái vấn đề pháp lý, hoặc là tốt nhất là mình không nên can thiệp vào bất cứ một việc gì của ai hết, đặc biệt là người nữ ha, để tránh ách giữa đàn mang vào cổ, không hay không tốt trên con đường bổn mạng của mình. Đó là nói về cái đường đi nước bước trên con đường bổn mạng của mình. Còn như trên con đường công danh sự nghiệp tài lộc của mình ở đây mà mình có ý định đi xa làm ăn cầu tài cầu lộc, hoặc là mình ôm đường đi nước bước đi xa thì nói chung bản thân của mình không có duyên đi xa. Cho nên nhắc mình nếu như mình đã ấp ủ ôm cái cơ hội niềm tin đi xa thì tốt nhất mình không nên đặt nặng niềm tin quá, chỉ đem đến cho mình cái sự thất vọng nhiều, chứ cái đường đi nước bước của mình thì không có đạt được bao nhiêu. Đó là nói về cái vấn đề cầu tài cầu lộc cũng như là đường tài lộc của gì của mình. Trong 4 năm tới 9 năm về trước á, mình có ý định mở mang nhà cửa hoặc là mua đất, mua cát, xây nhà, xây cửa gì, mở mang làm ăn cái gì thì cho thấy cơ hội không đem đến cho mình được cơ hội tốt, thành công đẹp. Mà bản thân của mình ở đây á, để cho có cơ hội tốt thì bắt đầu từ tháng 8 rồi tới tháng 10 mình mới có cơ hội.
Cho nên nhắc mình từ tháng 8 tới tháng 10 rồi mình có ý định mở mang làm ăn thì mình hãy mạnh dạn mở mang làm ăn. Nhưng trên con đường tài lộc của mình ở đây thì cho thấy có vong linh của một người đàn ông lớn tuổi theo mình trên con đường bụng, trên con đường tài lộc của mình rất là nhiều. Hoặc là cái nơi mà mình kinh doanh, hoặc là cái nơi mình kinh doanh làm ăn buôn bán gì đó thì ở đây có vong chiến sĩ nam người ta ngự. Thì để cho đường làm ăn của mình nó được thuận lợi, tốt đẹp, trôi chảy thì mình cần phải có cái sự quan tâm, cũng như là làm ăn cầu tài cầu lộc gì trong 5 năm qua. Trên con đường tài lộc của mình từ 5 năm tới 11 năm trước á, thì nó chỉ đem đến cho mình tai ách nhiều chứ tài lộc không có bao nhiêu. Thì để cho con đường tài lộc đến với mình được tốt, cơ hội đến với mình được đẹp, thì ở đây thứ nhất là mình cần phải có cái sự quan tâm cho cái người đàn ông này trên con đường tàu tài. Thứ hai nữa, mình nên xả xui xả hạn của mình trong 5 năm qua, trên 5 năm trước. Đó thì con đường tài lộc đến với mình nó mới được tốt đẹp, thuận lợi, trôi chảy. Cũng như trên con đường bổn mạng của mình á, thì vì cái sự hào hoa của mình có, cái duyên của mình có, thì cũng nhắc mình cần phải cẩn thận đề phòng giữ gìn trong cái tư cách xã giao ngoại giao luôn, để tránh cái sự hờn ghen tuông trên con đường bổn mạng trong cái cuối tháng 6 đầu tháng 7 ha. Đó là nhắc mình về cái xui cái hạn của mình thì trong cái tháng 6 tháng 7 này nó hơi xui. Đó, riêng về trên con đường hôn nhân hạnh phúc, cảnh gia đạo mình đang sống á, thì nói chung cái cảnh gia đạo của mình ở đây thì cho thấy cảnh gia đạo rất là đẹp, ơn trên rất là hoan hỷ. Nói chung mặt tiền, mặt hậu, mặt trung, ba mặt đều có duyên hết. Cơ hội tài lộc gì đến với gia đạo thì rất là tốt. Bản thân của mình ở đây á, mình cũng được giống kiểu là thần linh gia hộ, rồi mình nhờ vào đức của ba rất là nhiều. Cho nên bản thân hạnh phúc gia đạo của mình thì cho thấy cảnh gia đạo của mình rất là rạng rỡ, tài lộc đến đẹp. Nhưng mà trên đường gia đạo của mình ở đây, mình ở cái tuổi 54 này, nếu như đủ duyên á, mình ở tuổi 54 về tới 57 mình sẽ có cơ hội gặp duyên. Hiện tại bây giờ thì cho thấy thương yêu mình, quan tâm tới mình như vậy là hai đối tượng. Thì trong hai đối tượng này nói chung á, là cái người đàn ông này thì lớn tuổi và người ta có địa vị, danh phận cũng như là tài lộc đến, tài lộc người ta có, người ta đem đến cho mình cơ hội tài lộc rất là tốt. Dù là phía sau lưng người ta luôn luôn có hình bóng của một người phụ nữ khác luôn ôm cô đơn hướng về người ta, nhưng mà người này là luôn luôn chân thật với mình và giống kiểu đồng sức đồng lòng với mình, nâng đỡ mình, giúp đỡ mình về vấn đề tiền tài cũng như trên vấn đề hạnh phúc, thì người ta luôn chân thật với mình. Cho nên nếu như trên con đường nhân duyên hạnh phúc mình có cơ hội nắm bắt thì nhắc mình cứ mạnh dạn nắm bắt ha. Thì cơ hội sẽ đem đến cho mình được cơ hội tốt, thành công trên con đường hạnh phúc của mình ở tuổi 54 về tới 57. Nếu như mà bước qua ở tuổi 57 mình không nghĩ tới vấn đề hôn nhân hạnh phúc nữa thì mình sẽ ở như vậy. Còn như từ giờ tới tuổi 57 nếu như mình mở rộng vòng tay là mình sẽ đón nhận hôn nhân hạnh phúc thêm một lần nữa trên con đường hạnh phúc của mình. Thì đây là cái quẻ bài của chị gái sinh năm 1970. Mọi người vào xem thì nó chỉ có tính chất tham khảo cho mình trên cái quẻ bài ha. Còn những ai mà có nhu cầu tìm hiểu sâu về bản thân của mình trong cái quẻ bài á, thì mọi người vào trong Zalo kết bạn, gửi thông tin kèm phí vào, thì Kim Anh sẽ sắp xếp lịch cho xem cho mình trong cái thời gian sớm nhất ha. Còn clip này thì Kim Anh xin tạm dừng. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.